Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 41. Lữ Khinh Nga cảm thấy chua xót thay con gái mình, đồng thời không ngừng mắng con hồ ly giả Cốc Thanh Sơn mấy câu. Cốc Thanh Sơn nhất định biết Lục Vân đã rời khỏi Đan Dương Tông, nhưng không thèm báo một câu, khiến bọn họ cứ phải đi tìm, đúng là đáng khinh. Chỉ là Cốc Thanh Sơn ông dù tính thế nào cũng không ngờ được một đứa con gái của tôi lại có quan hệ thân thiết như vậy với Lục Vân đi. Lữ Khinh Nga đắc ý nghĩ. Nhưng lát sau, bà đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc lên. Không đúng. Lữ Khinh Nga nhăn mày. Mấy người thấy bà đột nhiên thay đổi, đều hơi khó hiểu, không rõ chỗ nào không đúng. Lữ Khinh Nga lẩm bẩm, nghĩa là, Lục Vân không phải người của Đan Dương Tông. Vậy cậu ta tới đó làm gì? Lữ Khinh Nga ngẩng đầu lên, nhìn Vương Băng Ngưng, hỏi ra nghi ngờ của mình. Vương Băng Ngưng ngẩn người, đột nhiên không biết đáp lời thế nào. Tuy rằng người phụ nữ này là mẹ của cô, thoạt nhìn cũng không có ác ý, nhưng Tiểu Lục Vân đã thông báo, chuyện chị hai có huyền hỏa đỉnh, không được để lộ ra ngoài. Bất kể là ai hỏi cũng không được nói. Nếu không sẽ có họa diệt thân. Nếu như nói nguyên nhân Tiểu Lục Vân tới Đan Dương Tông, không phải sẽ để lộ chuyện này luôn sao? Vương Băng Ngưng không biết nên nói thế nào, không thể không đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Thành xin giúp đỡ. Diệp Khuynh Thành trầm ngâm nói, Tiểu Lục Vân đến Đan Dương Tông vì nguyên nhân bất đắc dĩ, cụ thể là gì bọn cháu không nói được, mong cô Lữ thông cảm. Vì Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh ở đó đúng không? Tuy hai người không nói nhưng Lữ Khinh Nga dễ dàng đoán ra được. Cái này không sai. Trước đó, Đan Dương Tông phái người xuống núi tìm Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, không lâu sau Lục Vân lại xuất hiện ở Côn Lôn, trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Lúc đó Lữ Khinh Nga còn không hiểu, sao Đan Dương Tông lại đột nhiên xuất hiện một cường giả tuyệt thế như vậy. Đan Dương Tông nói, Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu Lão Canh Tháp, trước kia vẫn mai danh ẩn tích, gần đây mới xuất hiện. Bây giờ xem ra cách nói này không đáng tin. Lữ Khinh Nga đột nhiên nói, mẹ đã nói Lục Vân nhất định là người có nhiều cơ duyên, ngay cả huyền hỏa đỉnh cũng thuộc về cậu ta, đúng là che giấu bản thân quá kỹ. Lữ Khinh Nga tự cho rằng mình đã biết hết chân tướng sự việc. Lục Vân nhất định là người cầm huyền hỏa đỉnh. Điều này tương xứng với thân phận người thừa kế ý chí Thanh Đế. Khó trách Cốc Thanh Sơn cứ che giấu như thế, sợ thân phận của Lục Vân bị bại lộ, một mặt là muốn giữ làm của riêng. Mặt khác chắc là cũng sợ người ta biết trên người Lục Vân có chí bảo của Đan Dương Tông bọn họ. Đúng. Nhất định là thế. Lữ Khinh Nga tự nhận mình thông minh không gì sánh bằng, tự tiến hành phân tích nghe rất hợp lý. Điều này khiến bà càng muốn thân thiết hơn với Lục Vân. Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng thầm thấy may mắn. May mà bà chỉ đoán đúng một nửa. Tiểu Lục Vân đến Đan Dương Tông đúng là có liên quan đến huyền hỏa đỉnh. Chẳng qua mục đích là hộ tống Lâm Thanh Đàn, huyền hỏa đỉnh cũng không ở chỗ hắn. Thực lực Tiểu Lục Vân rất mạnh, khiến mọi người hiểu lầm, tốt hơn là để Lâm Thanh Đàn bị mọi người để ý. Lữ Khinh Nga nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của hai người, biết có lẽ mình đã đoán đúng. Nếu không, nghĩ lại nguyên nhân tử vong của công tử Vũ và lão quỷ thì có lẽ là lúc tranh giành huyền hỏa đỉnh, đã bị Lục Vân giết. Hắn có thực lực này. Lữ Khinh Nga phụng phịu nói, ta biết các con lo lắng, nên không chịu nói chân tướng, nhưng các con phải tin rằng ta không hại các con. Bà nhìn về phía Vương Băng Ngưng. Băng Ngưng, mẹ là mẹ con, tuy hôm nay mới biết nhau nhưng con cũng là con ruột của mẹ, lời mẹ nói, mong con ghi nhớ. Mẹ, xin lỗi. Vương Băng Ngưng cho rằng bà đang trách mình giấu giếm, nhỏ giọng nói xin lỗi. Lữ Khinh Nga lại lắc đầu. Không phải mẹ đang trách con, các con làm rất đúng, không thể để lộ tin tức của Lục Vân. Lữ Khinh Nga khựng lại rồi nói tiếp, tốt nhất là hai đứa gọi điện cho Lục Vân, nói cho cậu ta biết bây giờ Côn Lôn đang phái vài người xuống Giang Nam tìm người tu luyện từ Kim Đan Kỳ trở lên, chắc là cậu ta sẽ hiểu ý mẹ. Lữ Khinh Nga nghĩ tới người nhà họ Chu. Nếu họ phát hiện Lục Vân đã Kim Đan Kỳ, có lẽ sẽ nhanh chóng nghi ngờ việc công tử Vũ chết có liên quan đến hắn. Người tu luyện đã Kim Đan Kỳ ở Giang Nam rất thưa thớt. Có một người xuất hiện thôi cũng sẽ thành đối tượng bị tình nghi.
Nếu như người nhà họ Chu biết Lục Vân liên quan đến Đan Dương Tông, trên cơ bản có thể kết luận Lục Vân chính là hung thủ giết người. Đến lúc đó Chu Cao Phong sao mà chịu bỏ qua? Tuy rằng thực lực Lục Vân rất mạnh, Chu Cao Phong không phải đối thủ của hắn, nhưng dù sao nhà họ Chu cũng là thế gia ở Thư viện Vân Sơn, nếu như điên lên cũng là chuyện khiến người ta đau đầu. Lữ Khinh Nga cảnh báo xong, vẫn cảm thấy chưa đủ đảm bảo, bèn nói với Diệp Khuynh Thành, Khuynh Thành, cháu suy nghĩ lại một chút, có muốn đi cùng bọn ta về Thư viện Vân Sơn không? Bà lo lắng cho Lục Vân nhưng không nhiều. Vì Lục Vân rất mạnh, và lại với cơ duyên của Lục Vân thì sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may. Lữ Khinh Nga lo cho Diệp Khuynh Thành hơn. Diệp Khuynh Thành mới luyện khí kỳ. Nhà họ Chu không phát hiện ra Lục Vân thì thôi, sợ là phát hiện ra sự tồn tại của hắn rồi, sẽ dùng Diệp Khuynh Thành để uy hiếp, khi đó tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lữ Khinh Nga cũng lo lắng cho Diệp Khuynh Thành. Đến nhà họ Mạc ở sẽ an toàn hơn ở đây nhiều. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối. Vừa nãy cô đã gọi điện thoại nhắc nhở Lục Vân, nhất định hắn sẽ chú ý. Tránh ở nhà họ Mạc, cũng không phải biện pháp hoàn hảo. Cũng không thể ở đó cả đời đúng không? Tỉnh Vân Quý, một thôn trang nhỏ ở thị trấn phía nam. Liễu Yên Nhi đã tế bái xong, đôi mắt hơi sưng đỏ. Hơn 20 năm qua đi, có thể tìm về quê hương của mình đúng là không dễ dàng. May mà trưởng thôn ở đây cũng để ý, mấy năm nay luôn hỗ trợ quét tước từ đường, nếu không chỗ này đã biến thành bãi đất hoang từ lâu rồi. Trước kia cũng là ông ấy lập bài vị giúp. Liễu Yên Nhi tế bái xong, đi cảm ơn thôn trưởng một hồi, sau đó hai người mới quay về Giang Nam. Lúc cách trấn nhỏ còn vài bước chân, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo. Hỏi ra mới biết thì ra Vân Lộc Đại Sư xuất hiện ở đây, đồng thời vẽ tranh tại chỗ cho mọi người. Vân Lộc Đại Sư chính là nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa. Xuất hiện ở đây đương nhiên sẽ khiến mọi người xôn xao. Liễu Yên Nhi siết chặt tay, ha một tiếng nói, hay cho một tên Vân Lộc Đại Sư, bà đây cũng muốn xem là thần thánh phương nào. Cô vừa tế bái cha mẹ xong, tâm trạng phiền muộn muốn đánh người. Không ngờ đúng lúc đụng phải Vân Lộc Đại Sư hàng giả, không phải nên túm lại xả cho bó tức sao? Liễu Yên Nhi biết, tiểu Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư, cho nên Vân Lộc Đại Sư kia chắc chắn là hàng giả. Lục Vân biết tính nóng nảy của cô, vừa cười vừa nói, cứ xem đã rồi tính. Hắn đội mũ lưỡi chai màu đen, che cái đầu bóng loáng lại, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, che giấu thân phận rất dễ. Đây là nhân vật được công chúng để ý, hoặc ai nhận ra hắn là Vân Thiên Thần Quân thì cũng phiền. Lục Vân rất hoài niệm cảm giác nghênh ngang đi trên đường trước kia, khi mọi người chẳng biết hắn là ai, muốn làm gì thì làm. Bây giờ không được. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân, sao có thể thể hiện mình như một tên lưu manh được đây? Tuyệt đối không được. Hai người đi theo dòng người, tới trước một bức tranh than. Đối diện với bức tranh đó là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch. Ước chừng 40-50 tuổi, tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, cứng ngắc. Nếu như trước mặt ông ta có một cái bát vỡ, nói ông ta là ăn mày thì cũng không lạ. Nhưng trước mặt ông ta không phải bát vỡ, mà là bức tranh than. Rất kỳ diệu. Dáng vẻ lôi thôi, không tính là nhếch nhác, mà trông cũng phá cách, phóng khoáng cực kỳ, rất có hơi thở nghệ thuật. Điều này ngược lại khiến mọi người càng tin ông ta là Vân Lộc Đại Sư. Đứng sau lưng người đàn ông nhếch nhác là một hàng trai gái rất cung kính. Một người cắt đầu đinh trong đó đứng ra nói, mọi người không cần kinh ngạc, Vân Lộc Đại Sư của chúng tôi từ trước tới nay đều có phong cách như vậy. Anh ta giải thích về tạo hình của người đàn ông. Mọi người ồn ào đồng ý. Đúng là nghệ thuật gia, cảnh giới cao, không thèm để ý hình tượng nữa rồi. Mọi người đều tưởng tượng rất ảo. Bội phục. Nghe mọi người xung quanh tán thưởng, người cắt đầu đinh nở nụ cười thỏa mãn, nói tiếp, lần này Vân Lộc Đại Sư của chúng tôi đến tỉnh Vân Quý để sưu tầm dân ca, đột nhiên có hứng thú, cực kỳ muốn sáng tác, nên quyết định tặng mọi người một phúc lợi, vẽ hai bức tranh ngay tại chỗ. Anh ta vừa dứt lời, bốn phía lại vang lên tiếng khen ngợi. Người đầu đinh vui vẻ, cúi người xuống cung kính hỏi. Đại sư, bây giờ bắt đầu sao? Người đàn ông nhếch nhác không nói gì, chỉ gật đầu.
Vì vậy anh chàng kia nói với đám người đằng sau, đại sư nói hiện tại đang vẽ tranh, mọi người mở giấy ra. Vâng. Cả đám người cùng nhau mở, kéo phẳng một cuộn giấy dài gần 3 mét, chiều rộng 1,5 mét ra. Người cắt đầu đinh đưa bút cho người đàn ông nhếch nhác, nói, đại sư, mời. Không ngờ người đàn ông nhếch nhác lại đẩy bút ra, đổ một ngụm rượu lớn vào miệng, sau đó đột nhiên đứng dậy, nhúng cả bàn tay vào bát mực, rồi xoay người đi về phía cuộn giấy lớn kia. Ông ta nín thở tập trung, cực kỳ khí phách. Ngay sau đó, trong miệng người đàn ông đột nhiên phát ra một tiếng rú to, khiến tinh thần mọi người bị kéo lên cao, mà ông ta thì tự dưng như bị tạt máu gà. Trong nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt, ông ta điên cuồng thao tác lên cuộn giấy được mở trước mặt, cực kỳ khí thế. Sau đó ông ta dừng lại, hét lớn một tiếng, thu. Trạng thái điên cuồng lập tức biến mất. Người đàn ông quay lại chỗ cũ ngồi xuống, dáng vẻ bình thản, mí mắt không xốc lên một lần nào, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh. Nhưng mà quần chúng vây xem đều dại ra. Không phải là vì bức tranh của người đàn ông tuyệt đỉnh thế nào, mà vì kiệt tác của ông ta, bọn họ nhìn không hiểu. Nói cách khác là, để một thằng nhóc tè ra còn đẹp hơn ông ta vẽ. Nói thẳng là bức tranh như gà bới. Đây là Vân Lộc Đại Sư hàng thật ư. Mọi người hơi nghi ngờ. Lúc này, người cắt đầu đinh kia lại lên tiếng, cười bí hiểm nói, mọi người, tôi biết mọi người đều đang khó hiểu, nhưng không sao, để tôi giải thích. Thực ra Vân Lộc Đại Sư của chúng tôi đang thử phong cách vẽ tranh mới, tác phẩm ngẫu hứng trước mặt mọi người là cảm hứng nhất thời của Đại Sư. Chúng ta đều biết, tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư rất nặng về ý, chứ không phải ở hình thức, tác phẩm này của Đại Sư là sự tiếp nối của một ý thức nhất quán, loại bỏ luôn phần hình, chỉ để lại phần ý, là một cảnh giới cao siêu hơn trong vẽ tranh. Chấm. Người cắt đầu đinh giải thích xong, quần chúng lại đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên mọi người đều biết phong cách của Vân Lộc Đại Sư đang đi theo các nhân vật ngày xưa, nhưng cái ý thức nhất quán này cũng tùy tiện quá đi chứ. Thử hỏi chính ông ta xem có biết mình vẽ cái gíp không? Mọi người ở đây có ôm thêm một con lợn cũng vẽ được như thế này. Coi người dân là kẻ ngu mà lừa à? Quần chúng vây xem cảm giác như mình bị đùa giỡn. Đây là Vân Lộc Đại Sư. Đại cái đầu mày. Đúng là lãng phí thời gian. Các vị, đừng đi vội. Thấy mọi người chẳng định mua gì, thanh niên đầu đinh không nhịn được, lên tiếng gọi lại. Mọi người dừng chân, nghi ngờ quay đầu lại. Không biết tên đại sư giả này định làm gì nữa. Người đầu đinh lại khom lưng, nói với người đàn ông nhếch nhác, đại sư, hình như mọi người không thích tác phẩm của ông, nên mời ông bộc. Lộ tài năng. Hừ, một đám người không có mắt nhìn, không biết thưởng thức nghệ thuật. Người đàn ông kia hừ lạnh, khiến nhiều người tức giận. Ha, người này nói chuyện kiểu gì đấy? Nói ai không có mắt nhìn, rõ ràng tự ông vẽ ra, cái đó nhìn giống tranh không, chẳng khác gì mấy vết. Nguệch ngoạc. Còn không biết xấu hổ nói chúng tôi không có mắt nhìn, ông giả mạo Vân Lộc Đại Sư thì hay lắm à? Đại sư, tôi xin ông về nhà tắm đi, cái bộ đồ tởm lắm rồi đấy. Chấm. Mọi người tức giận vô cùng. Thanh niên đầu đinh vội nói, mọi người bình tĩnh một chút, đừng nóng giận, Vân Lộc Đại Sư có tính cách như thế, cố chấp với nghệ thuật, không cố ý nhắm vào mọi người. Ha ha, còn Vân Lộc Đại Sư cái gì, đúng là không biết xấu hổ. Hiển nhiên mọi người cũng không chấp nhận, cũng xác định người đàn ông lôi thôi trước mặt này không thể nào là Vân Lộc Đại Sư. Liễu Hiên Nhi nhìn thấy vậy, tâm trạng buồn bực bỗng nhiên khá hơn nhiều, cười nói với Lục Vân, tiểu Lục Vân. Em nói xem vị Vân Lộc Đại Sư này sẽ rút lui kiểu gì đây? Nhìn xem thế nào, Lục Vân đáp. Ha, buồn cười, quá buồn cười. Một đám như diễn viên hài cũng dám nói mình biết thưởng thức nghệ thuật. Đúng là sỉ nhục hai chữ nghệ thuật. Người đàn ông lôi thôi đột nhiên đứng dậy, vô cùng phẫn nộ muốn phủi áo bỏ đi. Mọi người đều tức giận. Sao hả, bị chúng tôi nói chúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, mượn cớ rời đi à? Ha ha, ngoại trừ như thế ra thì còn gì được nữa. Nghe thấy chưa, người ta nói chúng ta là diễn viên hài đấy. Nếu thế thì ông ta chính là rác thải. Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên,
Người đầu đinh vội vàng kéo người đàn ông lôi thôi kia lại, nói, đại sư, đừng tức giận với họ, nếu họ không tin thì ông bộc lộ chút tài năng đi. Xin lỗi, bọn họ không xứng. Người đàn ông nhếch nhác cực kỳ khó chịu nói. Đại sư, tôi biết ông nóng tính, cũng biết bọn họ không xứng, nhưng ông không thể vì chuyện này mà phá hỏng danh dự của chính mình được. Người cắt đầu đinh khuyên. Người đàn ông kia im lặng chốc lát, đột nhiên quay lại nói. Được, đã vậy thì tôi sẽ thể hiện tài năng cho mấy người biết cái gì gọi là nghệ thuật thật sự. Ấy. Mọi người thổn thức, nhưng cũng rất tò mò muốn biết người đàn ông này rốt cuộc có thể vẽ ra nổi cái gì. Lục Vân thì lại hơi kinh ngạc. Người đàn ông này bị vạch trần thân phận giả rồi, vừa định nương cảm giác tức giận để rời sân, đó cũng là cơ hội tốt để lần đi, nhưng sao? Ông ta lại quay lại. Không phải tự làm khó mình ư? Chẳng lẽ ông ta còn có con bài tẩy nào? Lục Vân tò mò nhìn theo. Mọi người cũng có vẻ đang muốn xem trò hay. Lúc này, người đàn ông đó lườm bốn phía, lạnh lùng nói, mở giấy vẽ tranh ra. Mau lên, đại sư chuẩn bị biểu diễn công phu thật sự. Người đầu đinh vội vàng dục đồng bọn, lại kéo mở ra một cuộn giấy vẽ tranh, sau đó cung kính đưa bút cho người đàn ông kia. Lần này, ông ta không đẩy ra nữa, nhận bút vẽ, đồng thời tập trung. Ông ta không rơi vào trạng thái điên cuồng nữa, mà cực kỳ nghiêm túc vẽ từng nét bút lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đám người đứng xem đầu tiên là ầm ĩ không chịu, sau đó dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn kiệt tác đang dần hình thành, hiển nhiên là đã bị hấp dẫn. Nửa giờ trôi qua, bức tranh hoàn thành được hơn phân nửa, nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra bức tranh ông ta vẽ là hùng ưng đậu trên cây. Hơn nữa, còn thực sự vẽ ra được ý cảnh. Phải biết rằng phong cách vẽ tranh của Vân Lộc Đại Sư thực sự khó mô phỏng theo được. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Bức tranh vẫn được tiếp tục. Sắp thêm nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng buông bút. Trên cuốn giấy cuộn tròn trắng tinh đó, ông ta chỉ lấy phần giữa, bốn phía vẫn còn chỗ trống. Thế nhưng, ngay chính giữa đó chính là bức họa hùng ưng đậu trên cây hoàn chỉnh. Hiện tại còn ai dám nói tôi là hàng giả không? Quần chúng xung quanh còn đang ngẩn người, không ai nói gì, lúc này người đàn ông lôi thôi hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đã khiến mọi người tỉnh lại. Hóa ra, thật sự là Vân Lộc Đại Sư. Bốp bốp. Thanh niên đầu đinh vỗ tay đầu tiên, sau đó xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Ánh mắt mọi người nhìn người đàn ông lôi thôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã nói rồi. Đây chính là Vân Lộc Đại Sư, tôi cũng vẫn luôn tin rằng đó là người thật, nhưng mà mấy người cứ không tin, giờ xem đi, tin chưa? Hay quá, từ đầu tới cuối tôi cũng chưa từng nghi ngờ, nhìn xem trên người Đại Sư có hơi thở nghệ thuật tới mức nào kìa, sao mà tùy tiện bắt chước được? Giống Vân Lộc Đại Sư đấy, các người chẳng khác nào diễn viên hài, không hiểu được cái gì gọi là nghệ thuật, bức họa kia rõ ràng thể hiện trường phái trừu tượng, các người đúng là bị mù. Đại sư, tôi có thể mua quần áo ông đang mặc không? Tôi rất thích cảm giác có hơi thở như thế này. Chấm. Không cần thanh niên đầu đinh khơi mào cái gì, đám người xung quanh đã thay đổi suy nghĩ, hóa thành người ủng hộ Vân Lộc Đại Sư hết. Khán giả vây xem biểu diễn một vở kịch biến mặt đặc sắc ngay tại chỗ, dường như không ai muốn thừa nhận mình chính là diễn viên hài trong miệng Vân Lộc Đại Sư. Lục Vân đứng cạnh xem được trò hề này cũng vui vẻ. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn Vân Lộc Đại Sư kia cũng khác đi vài phần. Phong cách vẽ tranh của hắn đúng là rất khó để mô phỏng theo, thành danh nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể mô phỏng hùng ưng đậu trên cây đạt đến trình độ này. Có thể thấy người đàn ông lôi thôi kia tốn không ít thời gian lên nó. Ấy! Đột nhiên cảm thấy tự hào nghĩa là sao? Mọi người, bây giờ mọi người đã tin tưởng đây chính là Vân Lộc Đại Sư rồi chứ? Thanh niên đầu đinh nhìn phản ứng của mọi người, cực kỳ thỏa mãn, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. Nói gì thế, cái gì mà bây giờ mới tin, từ đầu tới cuối chúng tôi đều tin tưởng Vân Lộc Đại Sư, hơi thở nghệ thuật toát ra từ Đại Sư không lừa. Được người. Ừ, cái hơi thở này thực sự là thấm vào ruột gan. Vân Lộc Đại Sư có thể ký cho tôi không? Chấm.
Thanh niên đầu đinh thấy bầu không khí đã khá tốt, vì vậy giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó cười nói. Thực ra lần này Vân Lộc Đại Sư của chúng ta cũng muốn tặng phúc lợi cho mọi người. Tặng phúc lợi. Mọi người nghe thấy vậy đều giật mình, có người thốt ra theo bản năng, hạt giống của mấy người hả? Tục tĩu, sỉ nhục văn hóa của giới nghệ thuật, cút ra ngoài. Lát sau, tên lắm miệng kia đã bị tống ra khỏi đám người. Thanh niên đầu đinh nói rõ từng câu từng chữ, phúc lợi Vân Lộc Đại Sư tặng cho mọi người là hai bức tranh này, bán với giá bình dân thôi, chỉ cần 30 vạn. 30 vạn. Chắc chắn chứ. Mọi người đều không tin nổi. Các tác phẩm trước kia của Vân Lộc Đại Sư, để vào hội đấu giá bình thường cũng phải tới hàng mấy triệu, mấy chục triệu. Hôm nay lại chỉ cần dùng 30 vạn là có thể mua được cả hai bức. Sau này mà đi bán lại. Thế thì dễ giàu quá. Còn hơn là chơi mấy trò đổ thạch. Những du khách tới tỉnh Vân Quý chơi, có rất nhiều người là phú thương đến để đổ thạch, trên người có nguồn tài chính dồi dào, không ngờ lại. Gặp được chuyện tốt như thế. Hơn nữa cuộc mua bán này còn lời hơn đi đổ thạch. Đổ thạch, khả năng cao còn có thể mất trắng, táng ra bại sản, nhưng tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư thì bình ổn giá, không lỗ. Còn do dự gì nữa? Nhanh chóng mua đi. Đám người lập tức sôi sùng sục. Thanh niên đầu đinh vẫn bình tĩnh nói tiếp. Hai bức họa này bán giá 30 vạn là coi như đóng gói bán cho mọi người với giá hời rồi, quan trọng là vì Vân Lộc Đại Sư tới tỉnh Vân Quý. Để siêu tầm dân ca, đột nhiên có hứng mới vẽ ra hai tác phẩm này, không quan tâm đến giá cả. Mà bức tranh hùng ưng đậu trên cây kia từng được đại sư vẽ qua hai lần rồi, giá trị không thể so với trước kia được, nhưng mọi người không cần lo lắng, dù sao cũng là tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, dù có vẽ thêm 10 bức như thế nữa cũng là món đồ chạm tay có thể bỏng. Còn có một điều nữa là, bức tranh còn lại mà hôm nay Vân Lộc Đại Sư vẽ ra cũng chắc chắn sẽ gây nên một làn sóng trường phái mới, nếu hiện tại có ai mua nó, thì cứ ngồi cười chờ giá trị của nó được tăng lên đi. Đại khái là như thế. Được rồi, phải bổ sung thêm là, Vân Lộc Đại Sư của chúng ta trước nay không màng danh lợi, nên mới tặng mọi người phúc lợi lớn như thế. Thanh niên đầu đinh nói xong, tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm, có người nịnh nọt, Vân Lộc Đại Sư thật sự quá tốt, hơn nhiều so với các đại sư khác, giá bán tranh cao hơn cả trăm lần. Đương nhiên, nếu không thì sao mà Vân Lộc Đại Sư có thể vẽ ra một tác phẩm sâu sắc như thế được? Vân Lộc Đại Sư, tôi yêu ông, tôi có thể mua bộ đồ ông đang mặc không, tôi rất thích cái hơi thở tỏa ra từ chính nó. Hay thật, lại là tên biến thái này. Những người đứng xung quanh đều đang sôi sùng sục. Thanh niên đầu đinh thấy thời cơ đã đến, bèn mở miệng nói, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu bán hai bức tranh này, 30 vạn, chỉ lấy tiền mặt không lấy chi phiếu, cũng không nhận chuyển khoản. Ấy! Anh ta vừa dứt lời. Mọi người đều sửng sốt. 30 vạn tiền mặt. Tuy rằng ở đây có không ít phú thương vây xem nhưng dù sao cũng sẽ không ai mang tận 30 vạn tiền mặt trên người. Thanh niên đầu đinh giải thích, dù sao tác phẩm cũng chỉ có hai cái, hơn nữa còn đồng gói bán hết cho một người. Ở đây có nhiều ông chủ lớn thế này, chúng tôi cũng không biết bán cho ai. Đưa ra yêu cầu 30 vạn tiền mặt như thế này chủ yếu để xem thành ý của mọi người thôi. Nói cũng đúng. Tôi sẽ mang túi đi rút tiền, để đại sư thấy được thành ý của tôi. Một người được cài vào trong đám đông lập tức hô hào lên đầu tiên. Người đó vừa hành động như thế, đám phú thương có ý định mua cũng luống cuống, chạy đi rút tiền. Mấy phú thương rời đi rồi, đám người vẫn sôi sục như trước. Đại đa số là quần chúng hóng hớt, dù muốn mua thì bọn họ cũng không có tiền, huống chi bọn họ đã ở thế yếu, nhất định không giành được nổi với mấy vị kia. Người đàn ông nhếch nhác vén mái tóc bù xù lên, liếc nhìn bên ngoài một cái, thấy cá đã mắc câu, khóe miệng không nhịn được mà cười. Còn thanh niên đầu đinh kia vừa thao thao bất tuyệt, hiện tại có ai tát vào mồm anh ta cũng không muốn mở miệng nữa. Những kẻ còn lại đều là người nghèo, không cần lãng phí nước bọt. Lúc mọi người đang sốt ruột đợi các phú thương cầm tiền quay lại thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh từ trong đám đông vang lên. Mấy bức tranh rác rưởi như thế mà cũng bán được 30 vạn, tôi thấy tôi tự vẽ tự bán cũng được. Người nói chuyện là Liễu Yên Nhi.
Đôi chân dài của cô đã bước ra, tiến tới trước mấy bức tranh kia, lúc dừng lại, cái mông căng tròn còn hơi hất lên một cái. Sát thương cực cao. Đây không phải Liễu Yên Nhi cố tình quyến rũ như thế, mà là từ trong cốt cách của cô. Khụ, nói đùa thôi. Chỉ là khi Liễu Yên Nhi xuất hiện quả thực khiến ánh mắt mọi người sáng người. Cô gái này có vóc người đẹp quá. Vóc người cô gái này rất tuyệt, khuôn mặt cũng rất đẹp, khí chất mê người, là dạng chỉ cần liếc một cái là cả người bạn sẽ nhũn ra. Sự quyến rũ của cô thực sự đã tới mức ăn sâu vào máu, từng cử chỉ đều tự nhiên mà đầy mê hoặc. Nhưng dù có xinh đẹp thế nào, vóc người bốc lửa, khí chất mất hồn ra sao cũng không thể bất kính với Vân Lộc Đại Sư được. Có bề ngoài là muốn làm gì thì làm à. Đúng là thế thật. Thanh niên đầu đinh nghe Liễu Yên Nhi nói ra câu không chút tôn trọng nào, cực kỳ khó chịu, lửa giận cũng dâng lên tới họng rồi. Nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn Liễu Yên Nhi cũng ngẩn ngơ một lát, sau đó mỉm cười nói, cô gái, cô không phải người làm nghệ thuật, có lẽ sẽ không biết Vân Lộc Đại Sư. Tôi không biết Vân Lộc Đại Sư, anh đùa à, tôi không tin trên đời này có người hiểu Vân Lộc Đại Sư hơn tôi. Thanh niên đầu đinh chưa nói xong đã bị Liễu Yên Nhi cắt lời. Người đàn ông lôi thôi ngồi ở giữa ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt có chút lửa nóng, nói. Cô gái, tôi cảm thấy cô đang ám chỉ cái gì? Hiện tại ông ta là Vân Lộc Đại Sư, còn mỹ nữ này nói không ai hiểu Vân Lộc Đại Sư hơn cô ấy, như vậy không phải có nghĩa là cô đang muốn tìm hiểu sâu hơn một chút về Vân Lộc Đại Sư sao? Con gái ấy mà, trong lời nói có ẩn ý là chuyện bình thường. Người đàn ông dường như đã hiểu ý mỹ nữ nói. Chắc là muốn thu hút sự chú ý của mình thôi. Dù sao hào quang của Vân Lộc Đại Sư cũng rất lớn. Được, cô gái, cô đã hấp dẫn sự chú ý của tôi rồi, tìm hiểu giao lưu sâu hơn cũng được. Người đàn ông lôi thôi vui vẻ thầm nghĩ. Nhưng giây sau, Liễu Yên Nhi đã nhấc chân dẫm lên đầu ông ta, tức giận nói. Ám chỉ cái đầu ông, có tin bà đây đạp vỡ đầu luôn không? Liễu Yên Nhi nóng lên. Không nhịn được mà chửi tục. Xung quanh sợ hãi. Mỹ nữ này quá bạo lực, có ai dám dùng gót giày dẫm lên đầu Vân Lộc Đại Sư đâu, quá nhục nhã. Trong mắt thanh niên đầu đinh chợt có tia sáng lạnh lẽo. Có ai không nhìn ra cô gái này tới gây chuyện chứ? Chỉ là anh ta còn chưa nổi giận thì người đàn ông kia đã xua tay nói, không sao, việc nhỏ thôi, không cần so đo. Ông ta xoa dấu gót giày trên trán, trong lòng rất vui sướng. Mỹ nữ ơi mỹ nữ, lúc tức giận cũng đẹp mắt nữa. Thật là, cảm giác bị con gái dẫm lên đầu lại thấy hơi kích thích nghĩa là sao? Hơn nữa, mỹ nữ này thoạt nhìn có vẻ hung dữ nhưng một đạp vừa rồi không dùng sức chút nào. Xem đi, cô ấy đang gây sự chú ý với ông ta, nếu không sao lại cứ cố chấp không thôi đây. Ông ta đâu biết rằng hiện tại Liễu Yên Nhi đã là người tu luyện luyện khí kỳ tầng 5, sợ mình dùng sức sẽ đá vỡ đầu ông ta. Đến lúc đó, máu của ông ta làm bẩn giày cô thì sao? Không chấp nhận được. Tiểu Lục Vân tồi, em còn định xem trò hay tới bao giờ? Liễu Yên Nhi đột nhiên quay lại gào lên với Lục Vân. Lúc này Lục Vân mới cười cười đi tới. Chị Yên Nhi thô bạo quá. Chỉ là càng thô bạo mình càng thích. Xem ra sau này mình phải chuẩn bị một cây roi ra ở nhà, để khi nào chị ấy giận thì thoải mái xả ra. Ừ, cái này dễ. Lục Vân âm thầm chắc chắn với bản thân. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh, Lục Vân chậm rãi đi tới trước bức tranh hùng ưng đậu trên cây kia, lặng yên nhìn vài giây rồi nói. Vẽ tranh mà chỉ đi theo hình, sau nhiều lần tinh tế trau rồi cũng không khó để làm được. Nhưng nếu muốn nói tới ý cảnh thì tốt nhất là phải liền mạch lưu loát. Vừa nãy người đàn ông lôi thôi này vẽ hết một tiếng đồng hồ mới xong. Trong lúc đó có dừng lại rất nhiều lần. Cho nên thành phẩm cuối cùng tuy rằng ra hình, nhưng thiếu cảm giác liền mạch và lưu loát khi vẽ. Đương nhiên, bảo bức tranh này thiếu ý cảnh thì cũng không hẳn, thật ra người đàn ông này vẫn vẽ ra được đủ tiêu chuẩn, nếu không thì các phú thương kia cũng không mắc câu. Lục Vân vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức văng nước bọt. Thằng danh từ đâu tới, chỉ bằng cậu cũng có tư cách bình phẩm tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư sao? Ha, đúng là buồn cười,
dám nói tranh của Vân Lộc Đại Sư không có ý cảnh, ai sáng suốt cũng nhìn ra được đấy, nếu cậu không nhìn ra thì chắc chắn là mù rồi. Cũng chưa hẳn, không thấy cậu ta mang kính râm sao, có khi cậu ta chính là cái kiểu mà Vân Lộc Đại Sư vừa nói, không hiểu nghệ thuật nhưng lại cứ thích giả vờ ấy. Ha ha, có dám lấy mũ và khẩu trang xuống không, cho bọn này xem cậu là ai. Chấm. Mọi người xung quanh gần như đã nhận định người đàn ông lôi thôi kia chính là Vân Lộc Đại Sư. Trong nháy mắt mọi người chợt ủng hộ ông ta, bắt đầu mắng nhiếc Lục Vân. Hơn nữa, trước đó bọn họ không tin tưởng Vân Lộc Đại Sư nên khiến Vân Lộc Đại Sư không vui, cho nên bây giờ có thời gian để thể hiện sự ủng hộ của mình, họ càng ra sức hơn, làm nổi lên lòng trung thành với đức tin của bọn họ. Trong giới nghệ thuật, Vân Lộc Đại Sư chính là tín ngưỡng. Đúng, có dám cởi mũ với khẩu trang xuống không, để xem rốt cuộc cậu trông như thế nào mà dám chê bai tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư. Trong đám người có một giọng nữ lanh lảnh vang lên, khiến Lục Vân cạn lời. Chủ nhân của giọng nói đó, không phải Liễu Yên Nhi thì là ai? Cô nàng này không ngại thêm dầu vào lửa, rõ ràng là cô châm lửa, bây giờ Lục Vân chạy tới giúp cô dập lửa, thì cô lại trốn đi chỗ khác. Trốn thì trốn đi. Nhưng lần nào cũng thích gây ồn ào trước đã. Còn người đàn ông lôi thôi kia thấy Liễu Yên Nhi lên tiếng giúp mình, trong lòng mừng như điên. Thấy rồi chứ? Thấy rồi chứ? Quả nhiên mỹ nữ này là fan trung thành của mình. Tất cả những gì cô làm cũng chỉ để mình chú ý. Liễu Yên Nhi cũng ồn ào theo, cực kỳ muốn xem Lục Vân tháo kính râm và khẩu trang xuống. Nếu những người này biết người mà bọn họ đang chửi mắng bây giờ chính là thần thủ hộ của Long Quốc Vân Thiên Thần Quân, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhưng Liễu Yên Nhi không được như ý rồi. Bởi vì Lục Vân không để lộ thân phận của mình, chỉ lạnh nhạt nói một câu, bức tranh giống thế này, tôi dùng 10 phút cũng vẽ ra được. 10 phút, vẽ ra hùng ưng đậu trên cây. Tất cả mọi người nhìn Lục Vân như nhìn bệnh nhân tâm thần. Phong cách trong các tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư rất mạnh mẽ, rất nhiều người dù có bắt chước bao nhiêu lâu đi nữa cũng không thể vẽ theo được. Thằng nhóc này còn dám nói 10 phút là vẽ xong, không bị điên thì là gì? Đến chửi họ cũng chẳng buồn chửi nữa. Tốn nước bọt. Nhóc con, xem ra cậu cố ý tới gây rối đúng không? Chỉ là phá hoại kiểu này thực sự trông hơi đần, 10 phút vẽ ra được hùng ưng đậu trên cây, sợ là đến bản thân Vân Lộc Đại Sư. Thanh niên đầu đinh vốn định chào phúng Lục Vân, nhưng lại suýt nữa lỡ miệng. Nếu như tôi vẽ được thì sao? Nếu vẽ được thì ông đây cũng quỳ trên đất mà gọi cậu là ông nội. Thôi bỏ đi, tôi không có cháu trai xấu như anh. Cậu! Thanh niên đầu đinh tức nghẹn, lập tức hung ác nói, cậu vẽ được thì tôi dập đầu xin lỗi, nếu không vẽ được. Thanh niên đầu đinh đi một vòng, lấy về một tảng đá, cười nói. Nếu không vẽ được thì cậu cầm tảng đá này tự đập gãy một ngón tay, sao hả? Mọi người nghe điều kiện cá cược xong, cảm thấy hơi độc ác. Tự đập gãy ngón tay của mình, không chỉ là đau đớn thể xác, còn có sợ hãi từ nội tâm, nếu như đập một phát không gãy, chẳng lẽ phải đập thêm mấy phát nữa sao? Dám nhận tiền đặt cược này chắc chắn là một người cực kỳ độc ác. Chỉ có điều thằng nhóc này bị vậy cũng đáng. Ai bảo nó không có việc gì tự dưng nhảy ra quấy rối, còn dõng dạc nói mình có thể vẽ được hùng ưng đậu trên cây trong vòng 10 phút. Đập gãy một ngón tay coi như cho cậu ta một bài học rồi. Mọi người đều hơi hả hê. Lục Vân thì bình tĩnh nói, tuy rằng tiền đặt cược của hai bên không công bằng lắm, tôi vẫn chấp nhận. Nhận. Thật sự dám nhận. Con hàng này không ngu đấy chứ. Hoàn toàn không có ai vẽ được hùng ưng đậu trên cây trong vòng 10 phút cả. Được, cũng coi như gan dạ đấy, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, nếu cậu vẽ xấu thì không chỉ mất một ngón tay đâu. Thanh niên đầu đinh cười lạnh nhìn đằng sau mình, một hàng kia đều là người của anh ta, đội ngũ đông đảo, tuyệt đối sẽ không để Lục Vân có cơ hội đào tẩu. Được, Lục Vân gật đầu. Thanh niên đầu đinh cũng tích cực, chủ động bảo đồng bọn đằng sau căng một tờ giấy vẽ ra. Giống như ban nãy làm cho người đàn ông lôi thôi kia. Nhưng khác nhau là, lúc này mấy người mở giấy đều có vẻ không tình nguyện chút nào, thậm chí còn nhân lúc Lục Vân vẽ tranh mà dùng giấy quấy rầy hắn. Lục Vân nhìn thoáng qua cuộn giấy vẽ tranh,
cầm bút lông dính mực nước, chậm chạp mãi không vẽ. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Lục Vân giống như đã xuất thần, trên tay tuy cầm bút lông nhưng không hề nhúc nhích. Ha ha, bây giờ mới phát hiện không thể vẽ được, ngu luôn rồi. Xung quanh đã có vài tiếng châm biếm vang lên. Lúc vẽ tranh, việc đặt bút luôn rất khó khăn, nếu nét đầu tiên không ổn, thì trên cơ bản chỉnh thể bức tranh đã bị hỏng mất hơn nửa. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lục Vân, rõ ràng hắn đang bối rối. Ha ha, không phải thằng nhãi này đang làm trò chứ, lý luận một mớ nhưng đến lượt mình làm thì không dám đặt một nét bút, quá mất mặt. Mà người như vậy cũng dám đứng ra kiểm tra Vân Lộc Đại Sư sao? Sách giày cho Vân Lộc Đại Sư cũng không xứng nữa. Cậu ta là diễn viên hề rồi thì còn trông cậy cái gì nữa? Đã làm loạn tới mức này là do cậu ta tự tìm hết, rảnh rỗi đi phá người ta làm gì, bị đánh gãy một ngón tay cũng không đáng thương. Có một người lên tiếng chế nhạo. Người đàn ông lôi thôi ngẩng đầu nhìn Lục Vân, chưa nói gì hết, nhưng đã hừ khẽ một tiếng. Cực kỳ khinh miệt. 10 phút mà vẽ được bức tranh kia, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lục Vân vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích gì. 6 phút trôi qua, mọi người không còn hy vọng, mấy người mở cuộn giấy vẽ tranh cũng không nhịn được mà nói, nhãi con, rốt cuộc là cậu có vẽ nữa không? Nếu không vẽ thì nói một câu là được. Bọn họ cũng mệt rồi. Còn nói lát nữa sẽ lén dùng mấy cái, quấy rầy Lục Vân vẽ tranh, bây giờ xem ra bọn họ lo thừa rồi. Chưa cần quấy rầy, thằng nhóc này đã tự loạn. Rồi. Chỉ còn lại 2 phút cuối cùng, Lục Vân cuối cùng cũng có động tác, chỉ là dùng cái tay không vỗ lên gáy nói, chị Yên Nhi, chúng ta đi ăn bún ốc niêu nhé, nghe nói món đó ở đây ngon lắm. Chấm. Thằng nhãi này, còn tưởng hắn thật sự bí ý tưởng, thì ra hắn lãng phí 8 phút liền chỉ để nghĩ xem lát nữa ăn gì. Đang đùa đấy à? Trong mắt thanh niên đầu đinh ánh lên lửa giận, chỉ là nghĩ lại còn có 2 phút, nên anh ta ép lửa giận xuống. Dù sao thì 2 phút nữa thôi, thằng nhóc này cũng chẳng thể vẽ được hùng ưng đậu trên cây, chắc chắn phải đập gãy ngón tay nó, thằng này kiêu ngạo quá rồi. Quan trọng là lúc này, Liễu Yên Nhi lại vừa cười vừa nói, được, đi ăn bún ốc niêu. Mọi người, rốt cuộc là vô tư quá hay đầu óc có vấn đề thật? Ha ha, quyết định vậy đi. Lúc này, Lục Vân đột nhiên cười sang sảng. Tiếp theo, ngòi bút chạm xuống giấy. Lục Vân vẽ. Trên tờ giấy trắng tinh, nháy mắt đã có từng đường cong uyển chuyển, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, hùng ưng, cành cây, gần như thành hình trong nháy mắt. Vân Lộc Đại Sư, đương nhiên cũng chính là Lục Vân khi vẽ tranh đều theo một đặc điểm, nét bút đơn giản, vẽ ra một con hùng ưng thường chỉ cần đến vài nét bút, cả cành cây bên dưới cũng vậy. Lấy đường nét đơn giản nhất, ôm lấy ý cảnh sâu xa. Trước kia Lục Vân vốn thấy buồn chán khi còn ở đạo giáo trên núi, sẽ vẽ ra vài thứ linh tinh theo ý mình. Giống như có người khi học bài, cảm thấy buồn chán sẽ vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp mà không cần suy nghĩ gì cả, đương nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều cảnh giới của Lục Vân cao hơn một chút, mỗi bức tranh đều không phải đường cong lộn xộn, mà là hình dáng có đường nét chi tiết hơn một chút. Sau khi được lão đạo sĩ rèn luyện cho một thời gian, những đường viền đơn giản này lại biến thành ý cảnh trong miệng người đời. Chính Lục Vân cũng không biết vì sao mình có năng lực ấy. Không cần đến 2 phút, Lục Vân đã thu bút, không hề ngắt nghỉ chút nào, tất cả đường cong đều được vẽ lại một cách liền mạch lưu loát, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Phiên bản hùng ưng đậu trên cây của người thứ 3, hoàn thành. 3 phiên bản tranh, từng đường nét tương tự nhau, nhưng các chi tiết nhỏ bên trong lại khác nhau. Những bức tranh này đều được vẽ ra theo cảm hứng, nên mỗi lần vẽ sẽ không giống nhau. Nhưng dù đường cong biến hóa thế nào, chỉ cần người sáng suốt là có thể nhìn ra bức tranh này chắc chắn được vẽ ra dưới ngòi bút của Vân Lộc Đại Sư. Mọi người xung quanh đã hoàn toàn ngơ ngác. Rất nhiều người thậm chí còn không phản ứng được đã có chuyện gì xảy ra. Một giây trước bọn họ còn khinh miệt Lục Vân, nghĩ đầu óc người này có vấn đề, nhưng một giây sau đã há to miệng. Gần như bị chặn họng, không phát ra được âm thanh nào. Bầu không khí tĩnh mịch. Bọn họ đang rất sốc. Trước đó mọi người nghĩ,
10 phút là vẽ được hùng ưng đậu trên cây chẳng khác nào nói mớ, nhưng Lục Vân thật sự vẽ được. Không chỉ vẽ được tranh, mà hắn chỉ dùng 2 phút thôi. Còn một điều nữa là, dưới bức tranh của Lục Vân chính là bức hùng ưng đậu trên cây mà người đàn ông lôi thôi kia vừa vẽ. Nét vẽ hai người đối lập nhau. Từ kết cấu đường nét trên bức tranh của người đàn ông kia vẽ có thể nói là giống với bức tranh mà hắn đã sửa trước khi nó được lên sàn đấu giá, vì muốn để Liễu Yên Nhi hết giận. Dù sao thì hắn cũng tốn rất nhiều công sức để vẽ ra, không có cảm giác thoải mái tự nhiên theo ý mình, mà sẽ chú trọng đến sự gần gũi với nghệ thuật hơn. Nhưng phải biết rằng, tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư trước giờ không hề theo hình, mà là theo ý. Vừa rồi khi không có gì so sánh, mọi người đều thấy bức tranh mà người đàn ông lôi thôi vẽ cực kỳ sâu sắc, nhưng bây giờ có cái để so sánh mới biết cái gì gọi là chênh lệch. Giống như có một người đẹp trên 1m8 đi ngoài đường chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong lúc bất chợt, bên cạnh mỹ nữ ấy xuất hiện bất kỳ một người chị nào của Lục Vân thì không có gì phải nghi ngờ, ánh mắt mọi người sẽ lập tức thay đổi. Rồi khi nhìn lại mỹ nữ trên 1m8 kia họ sẽ nghĩ cũng chỉ tới thế mà thôi. Cực kỳ đối lập. Lúc này, sao mọi người không hiểu, thanh niên trước mắt mà bọn họ châm chọc hồi lâu mới chính là Vân Lộc Đại Sư thật. Khó trách hắn dám đứng ra thắc mắc, thì ra là gặp phải hàng giả, có lẽ là ai cũng sẽ không bỏ qua. Khó trách hắn lại che chắn bản thân kỹ như thế, thì ra là luôn muốn ẩn mình. Dù người ta đoán hắn là Vân Lộc Đại Sư cũng không nhìn rõ được dung mạo thật của hắn. Đây không phải là phong cách thần bí trước giờ của Vân Lộc Đại Sư sao? Giờ đây mọi người đều chắc chắn đây là Vân Lộc Đại Sư. Phong cách quá nổi bật. Nhất là người đàn ông lôi thôi khi hất mái tóc bù xù lên, nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta có thể mô phỏng được hùng ưng đậu trên cây đến mức độ này. Đương nhiên là đã nghiên cứu rất kỹ các tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, đồng thời cũng có tình yêu cuồng nhiệt với người ta. Thấy Lục Vân vẽ ra được bức tranh này, ông ta nhìn một cái là biết Lục Vân chắc chắn là Vân Lộc Đại Sư. Không ngờ rằng Vân Lộc Đại Sư còn trẻ như thế. Càng không ngờ khi mình giả danh lừa bịp thì lại đụng phải thần tượng của mình. Trong lòng người đàn ông đột nhiên cảm thấy áy náy. Trước đây ông ta chỉ là một người chép tranh bình thường. Sùng bái Vân Lộc Đại Sư, cũng thường xuyên mô phỏng phong cách sáng tác. Người bình thường muốn bắt chước được Vân Lộc Đại Sư rất khó, ngay cả những họa sĩ lớn cũng khó mà làm được, vì họ không có trải nghiệm ấy. Ngược lại, người đàn ông lôi thôi này có thiên phú cực cao, hơn nữa cũng đi đây đi đó nhiều năm, tạo ra một dạng tính cách phóng khoáng khó kiềm chế, không ngờ lại có chút phù hợp với phong cách thoải mái như Vân Lộc Đại Sư. Cho nên ông ta cũng vẽ ra được chút ý cảnh. Cũng bất ngờ là khi đó trong một lần vẽ tranh dạo, đột nhiên có một nhóm người tới khen phong cách của ông ta và Vân Lộc Đại Sư khá giống nhau. Có lẽ vì được khen bản thân khá giống với thần tượng nên người đàn ông đó cảm thấy tự hào cực kỳ, cũng nhanh chóng hạ cảnh giác với nhóm người kia. Lúc kết hợp với bọn họ, nhóm người đó ngày nào cũng tới tìm ông ta, đồng thời khen ngợi ông ta. Ông ta cho rằng những người này đều là người yêu vẽ tranh như mình. Đồng thời là fan của Vân Lộc Đại Sư. Mãi đến một hôm, nhóm trưởng nhóm người đó, cũng chính là thanh niên đầu đinh hỏi ông ta có muốn ở khu nhà cao cấp, lái xe sang, ngủ với người đẹp không? Hỏi thừa. Có ai mà không muốn? Nhưng mộng đẹp như vậy, không biết nên dùng tư thế ngủ nào mới mơ được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.